với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC sẽ chuẩn hóa khung năng lực từng vị trí, từ đó có kế hoạch đào tạo phù hợp, trong đó chú trọng nguồn nhân lực số. Đó là một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị công tác nhân sự lần thứ nhất được EVN-NPC tổ chức vừa qua tại thành phố Hải Phòng. Theo báo cáo của EVN-NPC, hiện nay nguồn nhân lực của EVN-NPC đã được đào tạo cơ bản, có chuyên môn phù hợp và cơ bản đáp ứng được với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Lao động có trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao, nhiều công nhân trực tiếp đã chủ động tự học theo các khóa nâng cao, có trình độ đại học. Tuy nhiên, EVN-NPC cũng thẳng thắn nhìn nhận chất lượng lao động giữa các đơn vị tại các địa bàn khác nhau, không đồng đều. Lao động tại đơn vị ở vùng đồng bằng, đô thị cơ bản có chất lượng cao hơn lao động tại các đơn vị ở vùng miền núi, vùng khó khăn. Trước thực tế này, EVN-NPC đã đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 sẽ xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, nắm bắt công nghệ, xây dựng nguồn nhân lực có phẩm chất phù hợp với giá trị cốt lõi của EVN, thúc đẩy năng lực sáng tạo phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững, quá trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cũng nằm trong khuôn khổ hội nghị lần này, EVN-NPC còn tổ chức hội thảo chia sẻ và học tập kinh nghiệm phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tại đây, các đại biểu đã được các chuyên gia chia sẻ về kinh nghiệm trong phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, các diễn giả nhấn mạnh về vai trò của người lãnh đạo, quản lý trong việc truyền lửa, gắn kết người lao động và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, giúp nhân viên khám phá tiềm năng.